Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận tóc cần KIP được xây dựng trên chuỗi mạng OKChain nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình làm nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ đầu tiên bấm follow Twitter nè các bạn. Xin Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt đặt lên. Vô đây các bạn like share cho tweet bot đó. Các bạn vô đây các bạn tweet nữa nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ cần tweet tan dây các bạn mình vào thôi các bạn. Tweet nè. Sau đó thì các bạn trở về Twitter của mình nè các bạn. Các bạn điền lại username Twitter của mình nè. Sau đó nó hỏi có bạn follow không bấm yes nè. Có tweet không bấm yes nè. Tiếp tục con join vào kênh Telegram nè. Trên kênh Telegram các bạn join sao các bạn. Rồi bạn lướt cấp trang các bạn. À cộng anh 4.3 là 10 nè. Các bạn lướt cấp trang các bạn mới nhận được token nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả bạn nha bạn. À cộng anh 4.3 nè. Sau đó nó có follow Telegram bằng bấm Z nè. Rồi bạn bấm tiếp nha bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với OKChain trên với MetaMask các bạn. Các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình vào nè. Các bạn tích hợp mạng MetaMask của mình vào các bạn. Còn đối với bạn nào làm biến thì dùng địa chỉ với chocolate. Sau này các bạn tích hợp sao cũng được các bạn. Rồi bấm tiếp nè. Rồi các bạn tích vào 4 mô vuông nữa các bạn. Tít rồi nó hỏi 2 nhân 10 bằng mấy, bằng 20. Các bạn lướt cha này bạn có chú sau là chú nhân này bạn, 2 nhân 10 bằng 20. Rồi tiếp tục mong gỡ nữa các bạn. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận tốt cần KIP đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video clip tiếp theo các bạn nhé.